trên lĩnh vực an ninh trật tự, Công an thành phố Đà Lạt vừa ra quyết định xử phạt hai cơ sở kinh doanh đặc sản Đà Lạt số tiền hơn 22 triệu đồng, tạm giữ 8 xe máy do cò của các cơ sở này sử dụng để chèo kéo du khách. Theo đó, Công an thành phố Đà Lạt xử phạt cơ sở đặc sản dâu rừng đường Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt số tiền 11,5 triệu đồng và cơ sở kinh doanh đặc sản Băng Như 11,4 triệu đồng về các hành vi sử dụng cò tiếp thị, kinh doanh đặc sản không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không có chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan chức năng cũng thu giữ số lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở dâu rừng trị giá khoảng 17 triệu đồng. Tạm giữ 8 xe máy mà các cò của các cơ sở này dùng để đeo bám xe du lịch, chèo kéo du khách đến mua hàng. Được biết qua công tác thanh kiểm tra, ngành chức năng thành phố Đà Lạt đã phát hiện 62 đối tượng làm cò du lịch để câu kéo khách. Qua đó đã xử lý 39 đối tượng và tạm giữ phương tiện sử dụng để cò đeo bám du khách.